xuân với những bồi hồi mà riêng ta sầu nhớ lâu rồi. Em đi đi xây nghìn dáng dở hương tóc bay trong đời quên ngày xưa hoa bướm chung bộ hát có tổng giá trị trên 20 triệu đồng. Ở trong đó có một cặp loa USA có tên là MAM với cấu hình được thiết kế 3 loa trên một thân thùng. Đầu tiên đây là một chiếc loa bass 40 từ sử dụng từ 17 côn 52 màng giấy gần vải tầm dầu, và giữa kia là một chiếc siêu tép. Đây là một con siêu tép kèn và đây là một mid tép kèn. Tổng là 3 loa trên một thân thùng. Phía dưới này được thiết kế một cái lỗ thoát hơi, khung e căng làm rất là đẹp, với một chiếc khung màu vàng để đó tạo cái điểm nhấn cho một cặp loa. Cái mặt trước rất là đẹp, thùng gỗ vỏ ngoài bọc lỉ. Cặp loa này thì bên em đang chào bán với giá là 15 triệu đồng. Đây là một cặp loa Mỹ rất là chất, lời rất sáng và bay, bass đánh mềm sâu. Vâng, giá 15 triệu đồng cho một cặp loa MAM. Và đây là em ghép với một chiếc cục đẩy công suất bãi 3 kênh có mã là HG, mã sản phẩm là 5509. Đây là một chiếc đẩy 3 kênh nhé. Chiếc đẩy này thì anh em có thể chơi được một cặp full đơn bát 40 với một quả súp hơi bát 50 từ 22 cô 100. Giá con đẩy này là 5 triệu 4. Vâng, giá 5 triệu 4. Và tiếp theo bên trên này là một con vang cơ cao cấp của Accentech, mã sản phẩm là G6800. Vâng, chiếc vang này hát karaoke rất là hay, lời rất là bay sáng, với phần echo của nó phải nói là rất là mượt mà. Đấy. Giá con vang này là 3.200.000 đồng. Và cuối cùng đây em ghép với một cặp mic cao cấp. Đấy. Có mã là K4.8, rất là chất. Vâng, thì mọi nhu cầu mua sắm các bác anh em có thể liên hệ cho bên em theo hai số điện thoại là 0974
637646 và 0918249265. Trung tâm địa chỉ tại Thị tứ Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương.